Ô, lợn để rét thế. Để rét thế này á. Rét thế này nó lớn thế nào được? Ban ngày là thả nó ngoài vườn đây đúng không? Bếp lửa trong này à? Nó nấu rượu ở đâu? Nấu rượu ở trong đấy. Trong đây luôn à? À, cái này à, rượu đây đây, cái này để hấp hấp ngô đây đúng không? Cái này là thế là ngô mình để trên này gì anh? Vâng. À, xong bên dưới như kiểu mình sôi sôi gì? Vâng, sôi nó mới lên được. À, tức là ngô. Vâng. Ngô mình ủ xong là để trên cái chỗ cái đúng rồi. Cái phên này nó cho vào đây hết rồi. À, xong là chảo nước ở bên dưới. Chảo nước ở bên dưới, chảo nước nóng là ở bên trên. Là đúng rồi. Xong bắt đầu là nó ngưng nó đọng rượu xuống, bắt đầu chảy xuống. Vâng. À đây. À thì nước à thì nó cũng giống như cái rượu họ nấu kia thôi, chỉ có điều đây là ngô để trên. Không ngập nước. À, ở dưới là như thế. Vâng, ở dưới là ngô là à, quên, ở dưới là gạo, dưới là rượu gạo thôi. Chỉ là như thế thôi. À, đây. Như thế này xong là lấy cái vải này buộc như thế này thôi mà. À, đúng rồi, buộc cho kín hơi khỏi da anh nhỉ. Rồi. Đúng rồi, nó hơi rượu nó khỏi da. Đấy, xong là nhưng mà bên trong làm nào để lấy rượu ra? Bên trong á? Vâng. Bên trong là mình bưng à không. Cái không. Rượu chảy ra chỗ nào? À, rượu chảy ra như nào nó chứ? Rượu chảy ra cái lỗ này. Đây lỗ này. Nhưng mà phải hứng như nào nó mới chảy ra được chứ? Có. Đâu cái hứng của nó đâu? Cái hứng của nó là đây à? Cái này phải không? Cái mới. Đúng rồi. À cái đây. Đúng rồi, cái mới. À đây. Đâu? Đúng rồi. Đây, à đây. Đấy. Đây. Toàn bằng gỗ hết luôn nhỉ. Vâng. À đây. Đây. Đấy. Rồi. Đây. Đấy. Anh xoay đây cho em xem. Vâng. À đây, thế nào xong bắt đầu nè. Rượu nó ở cái đây cái bu nhôm này không đúng đây đúng rồi đây đặt đấy đặt vào đây xong là đúng rồi đặt vào đây xong là nó chảy nó chảy ra vào đây chảy và cái vải đây nó chảy xuống cái này đúng rồi chảy qua cái móng này cái máng đúng này rồi, xong là chảy xuống cái máng này đây dưới can là hứng dưới này nhờ đúng rồi nó hứng dưới đấy đây. Cái này là đục lỗ cái này đục con lỗ này. Cái này là đơn giản đâu. Này con lỗ. À hay nhờ. À, rượu ngô lại nấu kiểu này nhỉ. Rượu ngô bản ngò đấy. À ngô bản ngò. Ngô trên bản ngò là xôi. Cái này là xôi rượu chứ không phải là là nấu rượu nữa. Xôi rượu các bạn này. Xôi rượu. Là tí rượu nhá. Vâng, cho em thử tí rượu ngô xem nào. À thế cái này cái này mới làm thôi chứ cái này chưa ấy đâu anh à. Chưa nấu đâu gì? Vâng, con nấu có một cái ở trong kia. À cái cũ nấu là ở trong kia à? Vâng. Rồi tháo rồi. Quan trọng. Này, bù rượu mới của chú đây. Nhưng mà cái này thì mỗi lần khoảng nấu được bao nhiêu cân ngô chú? À anh. Chỗ này thì 50 cân. Như cái bù này của anh là nấu được khoảng bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân ngô hạt? Cái bù này là khi nào mình làm thì mình nếu mà đầy quá thì mình lấy cái gì chèn vào xong là lấy cái chảo kia chảo nước về vào. Vâng. Ừ. Tức là nhưng mà ngô mình để đến tầm nào? Tức là tầm này. Bên dưới thôi nhỉ? Ừ, tầm bên dưới. Vâng, bên dưới của nó thôi. Xong là mình đây
lấy cái gì chèn vào chỗ này. À, chèn chèn xung quanh. Tức là cho ngô nó khỏi khỏi lơi vào đây. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Vâng. Đúng rồi. Tức là hai bên tức là như kiểu làm cái vách ở đây. Đúng rồi. Đấy, để cho ngô nó khỏi tràn vào chỗ này, phần ở chỗ này là rượu. Đúng rồi, nó chảy vào đây. Bởi vì chỗ này có lõm mà. Rượu ngô bà con vùng cao thì khác hẳn với lại rượu gạo bên dưới xuôi các bạn này. Tức là ngô sau khi là đã ủ men thì được đưa lên trên cái này như ở dưới xuôi mình gọi là cái chõ đây. Chõ để xôi đây. Giống hệt như cái chõ xôi. Cái này là cách thủy nhỉ anh nhỉ? Cách thủy. Tức là cái ngô đấy là không nước là không không liên quan gì. Đúng không? Nước đun sôi bên dưới. Đúng rồi. Nước ở trong chảo. Rồi nước trong chảo ở bên dưới. Đây đang ngủ đây đang chuẩn bị làm đây này. Đâu? Đây. Đây xem nào. Đây chuẩn bị làm lên nhiều đây này. Đâu? Đây. Đến ngày rồi đây này. Đây. Đây. Ngô. Đây là ngô đã lên men. Ngô đã lên men ngô rồi. Chuẩn bị làm ruộng rồi đấy. À chuẩn bị để đưa vào nấu đây nhà anh nhỉ. Rất là thơm luôn. À có thơm không? Thơm lắm. Thơm mùi ngô thơm đặc trưng. Được chưa? Được rồi đã. À thế nào cứ mỗi lần là nấu bằng này đấy nhỉ. Vâng. Còn đấy. Cái này phải chỗ này phải đến 30 cân ngô nhỉ. 40. 40 cân ngô cả. Vâng. À 40 cân ngô một lần nấu. 40 được 30 con được 40 con được. Nhưng mà thùng này to này chắc phải tầm 40 cân. 40 cân một lần. Vâng. Nhưng mà cái này là vừa lấy mới mà. Vâng, cái này. À đây là nhà của người dân tộc Nùng, tuy nhiên là đây là nhà này là mình mới làm lại đây bác nhỉ? Là năm ngoái làm. Vâng. Chứ còn bình thường là người dân tộc Nùng mình là nhà chỉnh tường phải không? Trước là chỉnh tường nhỉ? Nhưng bây giờ mình cũng cải cách đi rồi, làm nhà xây cho nó sạch sẽ nhỉ. À, nhưng mà cũng còn rất là nhiều nét văn hóa của người dân tộc Nùng, đây là bằng bàn thờ người dân tộc Nùng này các bạn.